Anh chàng cụt tay này đang nằm ngoài chợ ăn xin, bị một đám côn đồ từ đâu chui ra bắt nạt, mà không dám phản kháng. Đâu ai biết rằng, anh lại là sát thủ đệ nhất giang hồ. Tất nhiên không một ai biết diện mạo thực sự của anh, bởi vì những kẻ nhìn thấy anh đã vĩnh viễn không thể kể chuyện. Chỉ vì chán ghét việc chém giết vô nghĩa, anh quyết định quy ẩn, trở thành người tốt và sống một cuộc đời tự do tự tại bên cạnh những người thân mới. Thế nhưng bình yên chưa được bao lâu, anh bị chính những đồng môn trước kia của mình liên tục truy sát, khiến cho người xung quanh bị liên lụy. Một lần nữa anh phải cầm kiếm lên. Vậy anh sẽ phải trải qua những gì để có thể bảo vệ những người mình yêu thương? Mời các bạn cùng theo dõi bộ phim Truyền thuyết Thục Sơn, Vạn Kiếm Quy Tông cho review phim hay nhất tóm tắt nhé. Một sát thủ vô danh đang ngự kiếm phi hành về Quỷ Phật Sơn của Thất Sát Tông, vì không có danh tự mà chuyên dùng kiếm đặt mạng nên được gọi là kiếm. Anh tiến từng bước đến đại sảnh gặp tông chủ, cũng chính là nghĩa phụ của mình. Như mọi khi, các linh hồn bị kiếm giam giữ trong hồn ngọc để mang về dâng cho tông chủ. Ông ta giao cho kiếm nhiệm vụ tiếp theo chính là trừ khử một tiểu tông môn phụ thuộc. Gần đây có động thái khác thường, tông chủ sai kiếm và Hồng Thương cùng thực hiện nhiệm vụ này. Hai người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, chẳng mấy chốc tông môn đó đã bị hạ sát toàn bộ, chỉ còn hai mẹ con sống sót. Khi Hồng Thương định ra tay giết bọn họ thì kiếm đã ngăn cản, nhưng anh không biết rằng trong thế giới đen tối này, nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Sau trận tàn sát này, anh đã chán nản cảnh chém giết, muốn cùng Hồng Thương chạy trốn, mai danh ẩn tích sống cuộc đời của mình, không muốn trở thành một công cụ của bất kỳ ai. Khi cả hai chạy trốn thì người của Thất Sát Tông xuất hiện. Hóa ra tông chủ đã biết được kiếm có ý định chạy trốn từ lâu, ông đã cử những môn đồ giỏi nhất đến để trừ khử anh. Nguyên tắc của Thất Sát Tông đó là kẻ sống bước vào, người chết bước ra, bất kỳ ai có ý định phản bội tông môn thì đều phải chết. Khi kiếm đang thi triển kiếm chiêu mạnh nhất của mình thì Hồng Thương đã chém đứt một cánh tay của anh, không ngờ lại bị người mình yêu phản bội, nhưng kiếm đã lấy được tinh thần tấn công lại Hồng Thương, nhân lúc đám người đó không để ý mà nhảy xuống vực trốn thoát. Sáng hôm sau, một cô gái thông minh lanh lợi tên Từ Nhất Nhất trong một lần hành nghề thì nhặt được một chàng trai đang ngất bên sông. Cô đưa chàng trai đó về nhà mình, anh bị thương rất nặng, cũng may cha của Nhất Nhất biết chút y thuật, dùng phương thuốc đặc dị của mình để bôi cho kiếm, nhưng cũng không quá nhiều hy vọng bởi thương tích trên người kiếm khá nặng. Tối đến, khi cả gia đình Từ Nhất Nhất đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng động nên cô ra kiểm tra. Ra ngoài sân thấy con hạc béo đang đè lên chàng trai cô vừa cứu, có vẻ kiếm định nhảy ra cửa sổ trốn mất, mà lại bị con hạc béo này tưởng trộm. Sống trong thế giới sát thủ tăm tối đã lâu, lại còn bị đồng môn hãm hại, kiếm rất đề phòng người khác. Nhất Nhất đã dẫn anh lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Trái với sự nhiệt tình của cô và gia đình, kiếm lại chỉ muốn biết lý do tại sao họ lại cứu anh mà không một lời cảm ơn. Bên này, tông chủ của Thất Sát Tông vô cùng thất vọng vì đám thuộc hạ làm không nên chuyện. Hồng Thương đã có cơ hội giết chết kiếm, cơ mà chỉ chặt đứt cánh tay, khiến tông chủ tức giận cho rằng Hồng Thương cố ý. Lần này sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng bất kỳ giá nào cũng phải tìm thấy xác của kiếm. Sáng hôm sau, Từ Nhất Nhất và cha đang đi hành nghề, cô đưa kiếm ra giữa chợ để làm ăn xin. Cha cô kiếm đâu cái kính nhựa làm lang băm kiêm thầy bói mù ở bên đường, còn cô là chuyên gia hành nghề hai ngón, vặt đồ mấy tên công tử ăn chơi. Công việc đang khá suôn sẻ thì có một đám côn đồ xuất hiện. Tên đại ca nhặt đâu được hộp kiếm của đệ nhất sát thủ, chúng tới trước bàn xem bói của cha Nhất Nhất để đòi tiền bảo kê. Hộp kiếm cảm ứng được chủ nhân, tự động bay lại. Mặc dù nội công vẫn còn, nhưng do cơ thể yếu ớt nên bị đám côn đồ đó bắt nạt. Từ Nhất Nhất đã chạy lại bảo vệ cho anh. Người đẹp muốn bảo vệ tên ăn xin này à? Đúng, hắn là người của bổn cô nương. Bọn côn đồ thấy mỹ nhân, tính bày trò trêu ghẹo. Ai ngờ Từ Nhất Nhất cũng không phải là người dễ đụng. Cô linh hoạt tránh né, rồi với tốc độ nhanh như chớp, cắt phăng dây quần của mấy tên kia. Cơ mà thời này cũng dùng quần chun rồi. Sau đó Từ Nhất Nhất dắt tay kiếm chạy trốn. Hai người đến một túp lều để lánh tạm cơn mưa. Cô đã có tình cảm với chàng trai này từ lúc nào? Nhưng nàng có ý còn chàng thì không. Anh lại rất đề phòng. Anh cảm thấy trên đời này không có ai tự nhiên đối xử tốt với một người lạ như thế. Kiếm nghi ngờ Từ Nhất Nhất và gia đình cô sắp đặt một kế hoạch gì đó đối với mình, bởi trước kia anh cũng từng bị như thế. Người cha nuôi nấng anh 20 năm, chỉ coi anh là một công cụ. Nhưng Nhất Nhất bước ra ngoài mưa, chân thành nói, mặc dù không biết huynh đã trải qua chuyện gì trước đây, nhưng ta sẽ không hại huynh đâu. Tối đến, Nhất Nhất dạy mấy đứa em mình viết chữ. Từ Hạo Tường là đứa em trai thứ ba, cậu nhóc rất bức xúc tại sao tên mình lại có nhiều nét nhất. Cậu không muốn học chữ nghĩa đèn sách, mà muốn xông pha giang hồ, cướp của giàu chia người nghèo giống tỷ tỷ. Nhưng Nhất Nhất không muốn em mình trở thành người như vậy. Nhất Nhất ra ngoài ngồi thẫn thờ thì kiếm cầm theo tờ giấy truy nã cô. Đây là lần đầu tiên cô tâm sự với người ngoài. Cô thấy xấu hổ và không có gì vẻ vang khi nhắc đến công việc của mình. Vì vậy cô muốn những đứa em của mình đi theo con đường học hành để sau này đỡ khổ. Khi tâm sự cả hai dường như mở lòng với nhau hơn, kiếm cũng đã thoải mái hơn để nói chuyện và hứa sẽ kể quá khứ của mình khi nào anh sẵn sàng. Sáng hôm sau, Từ Hạo Tường đã bị đám côn đồ Tấu Hải hôm trước bắt. Mục đích của chúng là dụ Nhất Nhất đến hang ổ của mình để trả thù. Hôm nay chúng đã có sự chuẩn bị trước, đặt bẫy tại cửa. Nhất Nhất không để ý nên đã mắc mưu. Tên đại ca đang cười sung sướng thì từ đâu một quả sầu riêng bay vào háng, khiến hắn sầu
ơi là sầu, mặc dù anh bị phế một cánh tay nhưng sát thủ số 1 vẫn không thể đua, đám côn đồ đó chỉ là hạng tép siêu, chẳng mấy chốc mà chúng bị anh đánh cho tóe khói. Vừa cứu được Nhất Nhất thì một đám đàn em kéo đến, Kiếm Cô nhẹ tay dùng cửu bính phi kiếm, cắt phăng quần áo tên đại ca, khiến cả đám còn lại giả câm giả điếc mà chạy khỏi đây. Tuy nhiên, Kiếm không muốn liên quan gì đến quá khứ của mình nữa, nên ném hộp kiếm của mình cho tên kia rồi bảo hắn cút. Khi về đến nhà, cha của Từ Nhất Nhất đang đứng đợi sẵn ở cửa, bảo anh vào trong nhà gặp vợ của ông. Bà đưa cho anh một bát canh và hỏi về chiêu thức ngự kiếm khi đi cứu chị em Từ Nhất Nhất. Bà đã biết anh có liên quan đến Thất Sát Tông và không hy vọng anh liên lụy đến gia đình bà. Có lẽ bà cũng là người trong giang hồ về ở ẩn, hy vọng không vì làm việc tốt mà cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn. Sau khi nghe những lời của bà, Kiếm đã quyết định rời đi, nhưng Nhất Nhất không muốn, bởi cô đã có tình cảm với chàng trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp này. Trước khi anh rời đi, cô đã tặng anh một chiếc bút lông và viết một cái tên xuống dưới cát, Thập Nhị. Đây là cái tên mới mà Từ Nhất Nhất đặt cho anh, hy vọng cái tên này sẽ thay đổi cuộc đời của Kiếm. Lại nói đến đám côn đồ hôm trước, bọn chúng thật là xui xẻo khi đụng chúng người không nên đụng. Đồng môn của Thập Nhị đã lần ra được hộp kiếm và tấn công bọn chúng, để tra hỏi tung tích của chủ nhân nó. Bên này, Thập Nhị thay bộ trang phục trắng tinh khôi, cả người tỏa sáng như vừa dùng bột giặt thai hương Downy. Mẹ Nhất Nhất thấy anh trong y phục đó thì vô cùng bất ngờ, bà nhớ lại lần đầu gặp cha mấy chục năm về trước, khiến bà choáng váng ngất đi. May được cha đưa vào nhà, khi mẹ Nhất Nhất tỉnh dậy cũng đến giờ trưa. Trước khi ra đi, Thập Nhị nấu cho họ một bữa cơm để cảm ơn gia đình vì đã cưu mang và chăm sóc khi anh gặp khó khăn. Bà đột nhiên nói, sau này cơm sẽ do cậu ấy nấu. Vậy là bữa cơm đó, cả gia đình họ đều vui vẻ quây quần ăn cùng nhau. Nhất Nhất là vui nhất rồi. Đến tối, bà mẹ ngồi khắc tượng Phật, cha bê trà để bên cạnh và ngồi ở xa ngắm vợ. Từ Nhất Nhất chạy lại chỗ cha mình để tâm sự. Cô cảm thấy cha mẹ mình đã già nhưng tình cảm không cạn, luôn phát cho cô cơm chó mỗi ngày. Cha bày đặt cho cô cách tán trai. Trong tình yêu, luôn có một người phải chủ động nhiều hơn. Lúc này trên trời có rất nhiều đèn hoa đăng, cảm giác rất yên bình. Cuộc sống chỉ giản dị như vậy nhưng là điều mong ước của rất nhiều người. Hôm nay cả gia đình họ Từ đưa những đứa trẻ ra biển để thư giãn, hai vợ chồng già ngồi trên bờ để ngắm cảnh. Cha Nhất Nhất hỏi tại sao lại giữ Thập Nhị ở lại, mặc dù trước đó bà kiên quyết đuổi đi. Hóa ra khi thấy Thập Nhị mặc bộ đồ của ông hồi trẻ, khiến bà nhớ lại tình cảm của hai vợ chồng trước đây, cũng phải trải qua cực kỳ nhiều thăng trầm mới đến được với nhau. Bà không hy vọng con gái hận mình vì chia rẽ tình cảm của nó. Tối nay trên phố diễn ra lễ hội hoa đăng, Thập Nhị và Nhất Nhất cùng nhau đi dạo phố. Nhất Nhất vào tiệm sủi cảo để mua cho cả hai, quay đi quay lại đã không thấy người ở đâu. Thập Nhị hốt hoảng chạy ra tìm, đột nhiên một làn khói đỏ bao phủ lấy khu phố, khiến mọi người chạy tán loạn. Thì ra là người yêu cũ đã tìm đến cửa, trên tay chính là vòng cổ của Nhất Nhất. Biết mình đã dính phải khí độc, Thập Nhị lập tức vận công và xua làn khói đi. Lúc này dược sư Nhiên Trà bay xuống, Thập Nhị triệu hồi phi kiếm rồi tra hỏi Nhất Nhất ở đâu. Ta nhận được mệnh lệnh, bất kỳ ai có quan hệ với nhà ngươi đều phải chết. Hai người lập tức thi triển chiêu thức, lao vào nhau giao đấu 30 hiệp. Dù đã mất một tay nhưng đệ nhất sát thủ vẫn không phải hư danh. Nhiên Trà dùng chiêu hồn phiên triệu hồi ra một đống quỷ hồn, chút ảo thuật này mà cũng muốn đả thương ta. Thập Nhị hợp cả chục phi kiếm xông vào chuẩn bị xẻo thịt dược sư, may cho hắn là giả tăng xô cẩu lao xuống dùng kim trung cháo đỡ hắn một mạng. Sát thủ thiên hồn cũng lao tới ăn hôi nhưng không làm ăn được gì. Các ngươi sẽ phải hối hận khi đã chọc giận ta. Thập Nhị triệu hồi ra thêm hàng trăm thanh kiếm rồi phi thẳng về phía bọn chúng. Giả tăng lại dùng kim trung cháo chảy cối chống đỡ, để ta xem ngươi cứng đến mức độ nào. Thập Nhị cho một chưởng khiến chiếc chuông vỡ nát rồi xiên que tên giả tăng. Dược sư cũng không tránh khỏi số phận, bị anh dùng hàng trăm thanh kiếm đâm thủng lỗ chỗ như muôi múc lẩu. Thiên hồn chúng chiêu liền trốn vào hư giới, hai tay bắt đầu kết ấn tự băng bó cơ thể lại để trị thương. Nhưng danh hiệu đệ nhất sát thủ không phải chỉ đặt cho sang mồm. Thập Nhị lao vào hư giới rồi biến hắn thành một vũng máu trong kinh ngạc, sau đó bay ra ngoài đạp lên phi kiếm nhanh chóng truy đuổi Hồng Thương. Bọn họ chưa chạy được bao lâu đã bị Thập Nhị đuổi kịp. Hồng Thương rút kiếm kề cổ Nhất Nhất để đe dọa, Thập Nhị không cho cô ta có thời gian, chớp mắt đã bay đến đằng sau rồi nhanh tay cứu lấy Nhất Nhất. Hồng Thương và Xà Chỉ đồng loạt xông vào tấn công nhưng bị Thập Nhị cướp lại hộp kiếm và đánh bay cả hai. Xà Chỉ lúc này điên tiết triệu hồi con mãng xà khổng lồ để tấn công Thập Nhị, chỉ thấy đầu nó tách làm hai rồi từ hai chia thành bốn, chẳng mấy chốc biến thành 9 cái đầu. Lúc này có con tiên hạc từ đằng sau bay đến, đây chính là ngỗng béo nhà Nhất Nhất nuôi. Nó thấy rất hưng phấn như gặp được miếng mồi ngon, cũng nhờ vậy mà Nhất Nhất và Thập Nhị có thể chạy thoát dễ dàng. Vừa về đến nhà, tông chủ của Thất Sát Tông Bạch Lý Kim Cức đã đợi sẵn từ lâu, nói với lũ trẻ ông là cha của Thập Nhị. Thập Nhị lập tức xuất kiếm để cứu thằng đệ về. Thập Nhị nói muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho mọi người. Ta đang luyện Thất Sát Ma Công, công pháp này phải cắt bỏ đi thất tình lục dục, chỉ còn một chút tình cảm thì sẽ đổ sông đổ bể, chung sống 20 năm. Ông ta đã thật sự xem Thập Nhị là con trai của mình, đấy là nguyên nhân ông không thể tha cho Thập Nhị. Chỉ cần giết anh thì ông ta sẽ đạt tới đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Ngay lúc ông ta sắp giết Thập Nhị, cha của Nhất Nhất kịp thời bay đến cứu rồi lao vào đối chiến cùng Bạch Lý Kim Cức. Hai người ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Đột nhiên mẹ của Nhất Nhất cũng lao vào trợ giúp, thấy tình hình không ổn, cảm giác không địch lại được hai người, Thất Sát Tông chủ liền hóa thân thành một ma vương mang sức mạnh hắc ám, nhưng bị Thục Sơn kiếm khí và nữ oa tâm pháp của hai vợ chồng đánh cho hiện nguyên hình. Lúc này cha mẹ của Từ Nhất Nhất hóa về diện mạo lúc còn trẻ, hóa
Hóa ra bọn họ còn có thân phận khác là Bạch Vân Phi của Thục Sơn và Nhiễm Khinh Trần của phái Thiên Sơn, hai đại cao thủ đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng đánh bại đại ma đầu. Biết không thể địch lại hai người, hắn lập tức hóa thành một đàn quạ chạy mất. Mặc dù đánh thắng, nhưng bởi vì trở lại nguyên thể nên đã tốn không ít công lực. Trở về nhà, cha quyết định đưa cả gia đình đến nơi khác sinh sống, vì nơi này đã không còn an toàn. Từ Nhất Nhất lúc này cũng thắc mắc về thân phận của cha mẹ mình, hai vợ chồng cũng không thể giấu giếm nữa, cũng đã đến lúc cho các con biết chuyện của trước kia. Mẹ của Nhất Nhất là Nhiễm Khinh Trần, thiên nữ đời tiếp theo của phái Thiên Sơn. Xưa nay thiên nữ phải kế thừa huyền môn chính tông, tu luyện nữ oa tâm pháp bảo vệ đạo nghĩa trong thiên hạ, nhưng do nóng lòng quá mức, đơn giản hóa chiêu thức, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tu la đạo. Cả gia tộc họ từ dưới chân núi Thiên Sơn đã bị thảm sát, Nhiễm Khinh Trần bị đem về Thiên Sơn và chịu hình phạt cao nhất. Dưới sự chứng kiến của các môn phái khác, ngay khi thanh kiếm chuẩn bị hạ xuống thì Bạch Vân Phi của Thục Sơn phái cưỡi tiên hạc bay tới, khẩn cầu các vị đạo hữu cho Nhiễm Khinh Trần một con đường sống. Bạch Vân Phi, ngươi đúng là to gan, sư đệ, ngươi đừng rước lấy phiền phức cho sư môn. Trưởng môn sư huynh, xin lỗi, hôm nay ta nhất định phải đưa nàng ấy đi. Khinh Trần, cho dù ta có phải đối đầu với cả thiên hạ, cũng phải đứng trước mặt nàng. Trong mắt ta, thiên hạ này đều không sánh bằng nàng. Đừng lo, có ta ở đây. Các tông môn đồng loạt rút kiếm, nhất định không thể để cho cả hai rời đi. Bạch Vân Phi đứng ra trước mặt Nhiễm Khinh Trần, thi triển chiêu thức hút lấy hàng vạn thanh kiếm xung quanh. Một kiếm chiêu này dung chuyển cả trời đất, nhấc rời núi, lật đổ biển. Trong trận đại chiến, Bạch Vân Phi xuất chiêu vạn kiếm quy tông, khiến nhiều cao thủ huyền môn bị thương nặng. Bọn họ đã mai danh ẩn tích 20 năm, giờ tung tích đã bị phát hiện, vì thế họ cần phải chuyển đi càng nhanh càng tốt. Nhưng vừa đi ra đến bờ biển, người của tứ đại huyền môn đã xuất hiện. Trưởng môn phái Thục Sơn vô cùng căm phẫn khi Bạch Vân Phi đã phản bội sư môn, từ bỏ tiên duyên chỉ vì một yêu nữ. Vợ ta không đến lượt người khác phải dạy dỗ. Bạch Vân Phi lần nữa sử dụng vạn kiếm quy tông, sóng biển dâng trào tạo thành hàng vạn cây thủy kiếm, dìm hàng đám cao thủ. Cũng vì tiêu hao quá nhiều nội công nên ông đã bị trọng thương. Nhân lúc các cao thủ đang no nước, cả nhà họ Từ đã di chuyển đến nơi khác. Cha và thập nhị đều bị thương rất nặng, mẹ cũng không khá khẩm gì hơn. Từ Nhất Nhất quyết định ở lại để đánh lạc hướng đám môn đồ, nhưng cô không thể nào đánh lại cao thủ danh môn chính phái. Đột nhiên Bạch Lý Kim Cức xuất hiện giải nguy, hắn bắt đầu hỏi hộ khẩu và ngày tháng năm sinh của cô. Sau khi điều tra xong lý lịch, hắn cho Nhất Nhất biết cô không phải con đẻ của Bạch Vân Phi và Nhiễm Khinh Trần. Trong cuộc thảm sát Từ gia năm xưa, có một bé gái may mắn sống sót vừa trạc tuổi cô. Khi cả nhà dừng chân nghỉ ngơi để lấy sức, Từ Nhất Nhất đã quay trở về. Cô chĩa đao về phía mẹ cha hỏi, bà không hề giấu giếm sự thật, cũng vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhiễm Khinh Trần đã nuôi nấng đứa bé và đặt tên theo họ của cha đẻ. Sau khi biết được chân tướng, cô kích động cầm dao chĩa về phía mẹ. Nhiễm Khinh Trần không hề né tránh, vì bà biết tội của mình không thể tha thứ. Trong lúc hai mẹ con không chú ý, đại ma đầu Thất Sát Tông đánh lén. Mẹ vì bảo vệ Nhất Nhất đã bị con dao đâm vào ngực, bà lấy hết sức để chống trả, nhưng sức lực có hạn, cộng thêm bị thương nghiêm trọng, nên bà không phải đối thủ của hắn ta. Bị đánh một chưởng ngã ra phía sau, Nhất Nhất đau lòng, bỏ lại hận thù mà chạy lại đỡ mẹ. Lúc Thất Sát Tông chủ định ra tay với những người còn lại, thập nhị đã kịp thời tỉnh dậy, anh phi chiếc bút lông vào đại ma đầu, lấy đi một con mắt của hắn, đồng thời cho tiên hạc cơ hội để đưa mọi người đi. Mẹ vì bị thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi. Trước khi chết, bà hy vọng Từ Nhất Nhất có thể tha thứ mọi chuyện mà bà đã gây ra cho gia đình cô. Tiên hạc đã đưa những người khác đến cấm địa tuyệt mật của Thục Sơn phái, tự biết mình như đèn dầu sắp cạn. Ông dùng tu vi cả đời ngưng kết thành kim đan, đắp nặn lại cơ thể của thập nhị, cánh tay đã mất cũng lần nữa được mọc lại. Nơi đây chính là động tiên kiếm, có truyền thừa ngàn năm của Thục Sơn. 20 năm trước ông đã lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông tại đây. Sau một thời gian tu luyện, thập nhị đã học được các chiêu thức mà cha truyền dạy, nhưng vẫn còn một chiêu cuối cùng là chưa thể học được. Anh ra khỏi hang động và chuẩn bị đi cứu Từ Nhất Nhất. Trước khi ra đi, thập nhị khấu đầu từ biệt Bạch Vân Phi. Ông lúc này đang ngồi an tĩnh trước khi đi gặp vợ, nhớ về những kỷ niệm xưa của hai vợ chồng. Nếu có kiếp sau, ông sẽ không cầm kiếm nữa, chỉ muốn nắm chặt lấy cánh tay người vợ của mình, tìm kiếm một nơi an ổn, sinh được một đàn con để có thể cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Bên này, thập nhị một thân bạch y cưỡi tiên hạc bay đến Thất Sát Tông. Tất cả các môn đồ đã đứng chờ sẵn, vừa rút kiếm ra thì tất cả đã bị hút bay lên không trung, hợp thành kiếm trận che kín cả bầu trời. Chỉ thấy hai ngón tay khẽ vung ra, bên dưới không còn một ai sống sót. Thập nhị từ từ từng bước tiến vào trong đại sảnh. Khi hai người đối mặt với nhau, ông ta đã lấy Từ Nhất Nhất ra uy hiếp. Thập nhị không nhiều lời triệu hồi cửu bính phi kiếm, lao thẳng vào giao chiến. Mặc dù đã được truyền tu vi của cha, nhưng anh vẫn không chiếm ưu thế hơn, thậm chí còn bị áp đảo. Tuy nhiên khi nhìn thấy Nhất Nhất đang dần bị băng hóa, anh lật ngược thế cờ đánh cho nghĩa phụ dính đất. Lão ma đầu cũng không vừa, tránh né được mọi đòn đánh, rồi triệu hồi hắc thủ tấn công thập nhị. Thập nhị điều khiển phi kiếm hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, đâm xuyên qua người Bạch Lý Kim Cức, nhưng không ngờ ông ta lại cười lớn khoái chí. Đây chính là âm mưu của lão ma đầu. Điều kiện để Thất Sát ma công đại thành chính là một kiếm này. Ma đầu lúc này hấp thụ các linh hồn hiến tế từ bốn phương, thập nhị nhất định không
công cho hắn hoàn thành. Anh thi triển vạn kiếm quy tông, triệu hồi ra hàng nghìn thanh kiếm đánh về phía ma đầu, dùng toàn bộ công lực để phong ấn lão ta lại. Nhưng lúc này toàn bộ cơ thể Nhất Nhất sắp biến thành miếng thịt đông lạnh. Thập Nhị thu trưởng để cứu lấy người yêu trước, khiến ma đầu dễ dàng thoát khỏi phong ấn, cả động phủ dần sụp đổ. Thập Nhị cùng Nhất Nhất mau chóng cưỡi tiên hạc bay ra ngoài. Lão ma đầu thành công tiến giai, hóa thành ma nhân, bị cắm hai chiếc sừng to nạc, cả ngọn núi đổ sập xuống rồi biến thành một pho tượng Phật khổng lồ. Hãy xem ta dùng một tay che trời. Bạch Lý Kim Cức đứng trên đầu bức tượng, điều khiển nó tấn công hai người. Tiên hạc nhanh nhẹn né đòn bay lên cao. Lúc này Thập Nhị lĩnh ngộ chiêu cuối của vạn kiếm quy tông, ngộ nhất niệm chấp vạn kiếp, dung chuyển trời, tách đôi đất, nhấc rời núi, lật đổ biển. Hôm nay Thập Nhị kế thừa y bát của cha, vì để trảm yêu trừ ma, vì bảo hộ người nhà. Vạn kiếm quy tông vừa dứt lời, trăm vạn thanh kiếm từ tứ phương tám hướng bay đến, tụ trên đỉnh đầu Thập Nhị, xuyên thủng trời xanh. Vạn kiếm hợp nhất thành một thanh kiếm khổng lồ, rực rỡ hào quang, kiếm khai thiên môn. Một kiếm này có thể mở cửa trời, phi thăng thành tiên, nhưng đời người cũng chỉ dùng được một lần. Một kiếm này lao xuống, biến Thất Sát Tông thành bình địa. Sau cuộc chiến, Từ Nhất Nhất hỏi Thập Nhị có hối hận không khi bỏ lỡ cơ hội phi thăng thành tiên. Ta chỉ muốn làm Thập Nhị bên cạnh nàng mà thôi. Về sau cả hai cùng nhau đi phiêu dạt khắp nơi trong giang hồ, sống cuộc đời bình thường và giản dị. Cuộc sống đơn giản và yên bình đôi khi là niềm mơ ước của rất nhiều người, nhất là một người với lòng tin bị phản bội, niềm tin cũng đánh mất, để rồi một tình yêu tươi đẹp nảy nở, cứu rỗi linh hồn độc ác tàn nhẫn, khiến trái tim hóa đá trở nên nồng cháy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích video này, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.